Dạ, xin chào quý bà con đã đến kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ, thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778. Dạ, thì hiện tại số hội trên có sử dụng Zalo và Facebook á. Thì quý bà con mình nhu cầu mua những nguồn máy và phục vụ gia đình có liên hệ với em ha. Thì tiếp tục hôm nay em lên cho mọi người một cái lô motor ha, hàng nghĩa địa Nhật Bản nha. Tình trạng là đã qua sử dụng nhưng máy còn rất là đẹp ha. Thì hàng là hàng nguyên zin bà con. Thì dây đồng nó cũng nói chung là tất cả những gì ở trong nó là nguyên zin của Nhật hết á. Thì về em chỉ việc xuống pha ha. Cái con này là con 1.5 kW nha, hàng 3 pha. Về mình xuống một pha ha, điện 220. Nói chung là cái con này gì bà con mình chỉ việc là sử dụng ha, không cần làm gì cả. Điện 220 thì nó là 1.5 kW nè, 1.5 kW. Thì mấy cái motor này thích hợp cho việc bà con mình làm motor kéo nó mới đầu xịt thuốc ha. Thì những cái motor nghĩa địa Nhật Bản này sử dụng rất là bền bà con, rất là bền luôn. Thì hiện tại nó là sử dụng cái cốt là cốt 24 ha, cốt 24. Chỉ có một con cốt 19 thôi bà con. Đây, con này cốt 19 nè. Thì những cái con này quỹ của con mình thích hợp sử dụng cái bu ly là 7 phân hoặc 8 phân ha, thì kéo đồ xịt mình sẽ mạnh hơn ha. 7 phân là hoặc là 8 phân. Thì 7 phân thì nó sẽ nhẹ motor mình hơn, thì cái độ ổn định của motor mình sẽ cao hơn ha. Còn 8 phân thì xịt nó sẽ mạnh hơn. Thì tùy theo mình sử dụng cái đầu nén nào mà để mình sử dụng cái bu ly thích hợp. Thì đầu nén thì những cái con này thích hợp sử dụng cho những cái con đầu nén từ 1,5 người trở lại ha. Còn đối với những con 2 ngựa thì vẫn kéo được bà con, nhưng mà kiểu như cái công suất nó không có đạt được cao quá. Ví dụ như cái đầu nén nó công suất nó là 10 phần thì mình sử dụng con motor này thì công suất nó chỉ đạt là 7-8 phần thôi. Thích hợp sử dụng cho những cái con đầu nén là Đài Loan mà lớp B31 ly á, những cái con mà lớp B31 ly mà ti 22 á thì sử dụng rất là ok nha. Thì cái độ ổn định của những cái con motor nghĩa địa Nhật Bản này thì nó cao, rất là cao, cao hơn thẳng những cái motor Đài Loan, và điện nó cũng nhẹ đó bà con. Nhưng mà em nói trước với con mình, cái hàng này do mình xuống pha 3 pha mình xuống 1 pha nên khi mình sử dụng nó sẽ hơi ấm ấm cái motor mình ha. Nó sẽ ấm ấm, nhưng mà với con mình yên tâm, chạy cả ngày em đảm bảo với con mình chạy cả ngày không xi nhê ha. Tại vì những con này bên Nhật người ta thường chạy trong những cái nhà máy á, nên cái độ cái thời gian mà bà con mình xịt thì cũng không có lâu đâu. Tại vì mình xịt thuốc dữ lắm là 2 tiếng đến 3 tiếng là cùng, thì cái thời gian nó cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Em cam kết với con mình chạy cả ngày không ảnh hưởng gì, mặc dù nó sẽ ấm ấm nha. Còn quý bà con mình mà không thích nó kiểu như nó ấm quá, ấm á, thì bà con mình chọn những con motor khía ha. Bên em dẫn cái motor khía ha. Thì con motor khía nó sẽ cao hơn những con này từ khoảng 150.000 cho so với con trơn ha. Đây, rất là đẹp nha, hàng nghĩa địa nguyên zin. Và hiện tại thì do tình hình cuối năm á, nên tất cả những cái nguyên vật liệu mà có liên quan tới sắt thép đồng đâu bà con thì nó tăng giá lắm ha. Thì hiện tại con motor nó tăng cũng gần 200.000 một con bà con. Thì hiện tại em đang bán với giá là 1,6 triệu á, cộng cả chi phí ship ha. Thì quý bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha, em sẽ gửi với con mình ha. 1,6 triệu một con bà con, 1.5 kW. Thì đa phần đây là của những cái con Superline với con của hãng Mitsubishi á, Superline thôi đa phần. 2, 4, 6, 8, đúng rồi, 100% này có Superline hết. Chỉ có một con này thôi là khác nè, Superline của cục của Mitsubishi ha. Dạ, rồi em xin cảm ơn các con rất nhiều. Dạ, em xin chào ạ.